Hai con bé gì? Vừa đi làm gì đấy? Thế em đi trồng rau nhé. Ừ. Con ngủ chưa? Con ngủ rồi, ngủ say rồi. Vừa đi trồng rau đi. Thế trồng làm nhé. Ừ.
Rồi, tối ba dậy à. Con mình làm chuồng bồ câu, nuôi bồ câu nhá. Đây nè, đây làm chuồng bồ câu nè. Đây không có chay nè. Ấy dồi, đứt tay đấy con ạ. Tay đấy. Tay đấy. Mình làm chuồng nuôi chim bồ câu nhá. Vô vô vô, cắt cho ba. Ê, gò A, cũng gò A. Ai dồ, cái gì lại lấy đinh cho ba. Tháo. Tháo. Lấy đinh cho ba nhá. Mút tay buồn ngủ tiếp rồi à. Đó. Ừ. Trời ơi. Ngủ nha, lại đi ngủ nha. Ừ. Không thể à. Thank you.
đấy. Về lợp máy này nhá. Ôi sao 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 sao? Sao? Ba làm sao? Chưa, ba làm kìa. Ba làm chuồng heo chim kìa. Ôi đẹp chưa? Rồi. Đi đi đi, đi con lợn về nuôi đi. Ơi. Ơi, cháu đến thì nói ông bán lợn, cháu đến mua hai con lợn về nuôi. Ê, có xem con nào đấy anh đấy, có bốn con thôi. Ông bán con nào đấy? Hai con bé gì? À, dạ vâng vâng. Ông ngồi xuống.
ếch ra thôi. Thả lợn vào chuồng thôi nhỉ. Thả con lợn ếch ra thôi. Thả con lợn ếch ra thôi nhỉ. Nào, bọn lợn ép nào.